Để lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông, một chàng trai quê Nghệ An là anh Trần Đức Trung, 35 tuổi, đã đi bộ xuyên Việt với chiếc xe đặc biệt hút đinh trên đường do anh chế tạo trong chuyến hành trình qua 63 tỉnh thành và vượt tổng cộng gần 15.000 km. Hiện anh Trung đã đến Khánh Hòa, một trong những điểm dừng chân quan trọng trong hành trình của anh. Anh Trung và chiếc xe hút đinh trong hành trình đi bộ xuyên Việt đã đến địa phận tỉnh Khánh Hòa vào trưa ngày 13 tháng 3. Sau khi đã đi qua các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, lên Tây Nguyên và từ Đắk Lắk xuôi xuống Khánh Hòa, để từ đây sẽ tiếp tục chặng đường hành trình ra Bắc. Với chiếc xe đẩy do anh tự chế tạo có gắn thanh nam châm dưới gầm để hút đinh, sắt vụn vương vãi trên đường và hầu hết là trên đường quốc lộ. Cùng với dáng người rắn giỏi, nhanh nhẹn, nước da thì đen nhẹm vì nắng gió, thong thả đi bộ từng bước đẩy chiếc xe hút đinh tiến từng mét lên phía trước. Thỉnh thoảng anh dừng lại để kiểm tra, gỡ đinh ra từ những thanh nam châm. Hiện tại bây giờ mình đang trong chuyến hành trình đi bộ 63 tỉnh thành, đi để hút đinh trên đường để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông và giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội. Hôm nay mình đang có mặt tại tỉnh thành thứ 25, tỉnh Khánh Hòa. Hành trình của mình dự kiến đi khoảng tầm 3 năm, chặng đường là khoảng 10.000 km cho đến 15.000 km. Chàng trai chia sẻ, mục đích của hành trình đi bộ hút đinh xuyên Việt là muốn đóng góp một phần sức nhỏ của mình nhằm lan tỏa nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn giao thông. Một hành động đặc biệt giữa chốn bộn bề cuộc sống giúp mang lại sự bình an trên mỗi cung đường rất đáng được hoan nghênh.